Đây là một video sẽ đi tìm hiểu cái nguyên nhân của cái sự cố mất quang. Tức là nó bị nháy quang mọi người nhé. Nháy quang, nó cái tình trạng này của nhà khách hàng nó cũng bị lâu rồi nhưng mà mình cũng không để ý. Nhà khách hàng cũng phản ánh, mình cũng không để ý đến nó, cho nên là hôm nay hôm qua lại thấy khách hàng gọi lên, hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân gốc của nó để xem thứ nhất là cái lỗi là do đầu phát hay là do modem. Đợt trước thì mình cũng có kiểm tra modem thì modem thì không bị tình trạng gì. Bây giờ còn mỗi kiểm tra cái đầu phát connect xem nó có bị như khách hàng phản ánh hay không. Modem thì chưa thay nhưng mà modem 2 băng tần. Và cái con thiết bị 2 băng tần 8145V5 thì nó ít bị, hầu như là không bao giờ bị. Chưa gặp cái trường hợp nào mà cái thiết bị Huawei 8145V5 là gặp lỗi cả. Bị tình trạng mất quang liên tục, cứ 5-10 phút nó lại có lại. Còn tín hiệu rất là ngon nhá, tín hiệu lúc nào cũng ngon nhất. Rơi mất cái túi này, may là dân nhặt được, đã giả lại cho mình, mày thế. Nếu mà ở thành phố thì chắc nó đi rồi, rơi là mất rồi. Thật ra cái đồ này thì không ai dùng được, chỉ có mỗi anh em thợ đi làm thì nó dùng được thôi. Nhưng mà mình mất là mình mất rất nhiều tiền, nhiều của ở đấy. Đây nha bạn, rơi cái con máy đo này nữa. Nó trong cái túi, trong cái ba lô này này. Vừa mới mua luôn anh em ạ. Đây, vừa mới mua còn chưa bóc. Còn cho chưa bóc cái túi ni lông. Bóc mỗi cái đằng trước này thôi. Để như này cho nó xịn sò. Cái con này đo thì nó cực chuẩn luôn mọi người nhá. Đo phút mốt. Con này đo 5 giây. Đo trong vòng 5 giây nó sẽ trả kết quả cho mọi người luôn. Ví dụ có suy hao ở điểm này, điểm kia hoặc là nó có đứt ở điểm nào, điểm kia là con này nó phân tích được ra ngay. Rồi, của này đáng đồng tiền với gạo. Qua vậy. Mình sửa camera xong
mình đi khoảng cách khoảng tầm 2 km, xong mình quay lại tìm không thấy nữa. Thế là mình giảm rơi, xong mình đi một tí thì là ông bà là nhặt được. Mình lên Facebook tìm kiếm thông tin bị rơi. May quá lúc tầm 8-20 giờ ngày hôm qua thì lấy lại được. Ở trong này thì có đầy đủ đồ luôn. Dưới cái ba lô này đầy đủ đồ luôn. Hôm qua mình cũng chủ quan để dưới cái thang này, thế là đi nó rơi mất. Ngày hôm qua mà mất cái túi đồ này thì đúng là mất một tháng lương luôn à. Ở trong túi đồ này thì có một máy đo này, vừa mới mua là 6 triệu. Một cái dao cắt mua là gần 3 triệu. Một cái kìm tuốt thì mấy chục thôi. Một cái kìm cắt 200 nghìn. Một cái máy đo công suất, máy đo tín hiệu quang dùng laser nữa. Máy đo này cũng 500 nghìn. Kìm bấm lan, kìm bấm mạng 150 nghìn. Đấy, cái túi này mua cũng 150 nghìn này. Mấy cái bộ chuyển quang này, mấy cái bộ chuyển quang loại 1000. Đấy, hai bộ, hai bộ cũng 1 triệu. Đầy đủ đồ luôn. Nhá thiếu cái gì? Dao dọc giấy này, thẻ nhớ SD này, lạt thít. Đấy, đây, có lạt thít, rất nhiều lạt thít. Hôm qua mà bọn trẻ con nó nhặt được thì chắc là đi xong rồi, không còn gì để mất nữa. May ông bà nhặt được, ông bà gửi lại cho mình. Tí nữa là đến nhà khách hàng mọi người nhé, khoảng 500m nữa sẽ đến nhà khách hàng. Mình sẽ thực hiện đo trước, xong mình sẽ bấm lại đầu phát. Mình nghi ngờ là nó bị đầu phát con lếch ấy. Kiểu mình bấm cũng bị hay bị chập chờn. Nhiều khi đầu phát con lếch là mà cũ thì nó cũng hay bị tình trạng như thế. Đây là cái tủ của nó này. Ui dồi ôi, khiếp nhở. Nó chui vào được đẽo đâu đây. Đây nó chui vào được cái khe này. Kinh quá. Đây, mấy cái lỗ này dùng cao su non này này. Đấy, dùng cao su non nó vẫn vào được này.
Cao su non này đối với nông thôn thì nó không ăn thua, miền núi nó không ăn thua. Đấy, cái loại kiến nhỏ này nó hay vào nhiều lắm. Đây, nó hay bị rách cả chỗ này này. Đấy, thì nó qua được này. Nó chui qua được. Cay thật đấy. Nghe vẻ cái này đỡ tốn hơn anh em ạ. Mình sẽ dùng kit hơn, được kit hơn. Chắc phải mua thêm hết đấy. Một số anh em ở thành thị chắc là không có kiến này nhỉ. Kiến này thì nó đặc sản quê hương. Kiến này không nhắm được chứ. Tôi bịt hết rồi xem bọn mày còn vào được nữa không. Chơi bài này thôi nhá. Đây, mình sẽ thể hiện máy đo cho anh em xem này. Đấy là nhà nào nhá? Đây luộn à. Kiến. Kiến này mà các lãnh đạo thấy đấy thì chắc là cũng đi đấy. Cái này phải để cho nó khô mới được không? À chà, 182 bị mất 5 dB này. 6 dB này. À đây là cái điểm. 182 200 m đi. 182 này. Mất 5 dB, 6 dB luôn. Chắc là bị điểm đấy rồi. 182. Mình sẽ thực hiện đo Google trước anh em ạ. Mình sẽ đo Google để mình đang ở đây. Để xem cái khoảng cách đấy là nó bị như nào. 182 đến gần nhà rồi chứ nhỉ. Nó đi đến chỗ này. Một tấm hai gần nhà rồi. Một tấm hai 256.
Ở đây mình sẽ nhìn lại cái chỉ số mét cáp. Nhìn lại cái chỉ số mét cáp để tìm lại. Đối với cái kiến như này, loại kiến như này thì anh em cứ mở cửa khoảng một buổi là nó sẽ mất. Nó sẽ đi hết. Anh em xịt vào nó bẩn ra, tốn tiền mua ấy. Mua cái diệt thuốc diệt côn trùng 989 990. Chín chín mươi trừ 182 808 ở vị trí 808, chỉ số cáp là 808, chỗ đây lại bị xe hao anh em ạ. 178 này, GN23. Mình rà soát lại xem có đúng cái nhà này không hay là ghi nhãn nhầm. Tín hiệu 20 luôn anh em. Tín hiệu 20. Chứng tỏ là mất 6 dB này rồi là cũng kinh phết đấy. Nhà có nhà nào tín hiệu 18 này. Đúng rồi. Vị trí 256 808. Mình sẽ vào nhà kiểm tra. Mình nghĩ là cái điểm mà chốt cáp mà bị này. Bởi vì cái đợt đây là mình thuê, đợt trước là mình thuê kéo chứ mình không có triển khai. Thuê bao này mình chỉ đi bàn giao thôi, không có triển khai. Này mình nghi ngờ là do buộc dây, bởi vì ở đây khách hàng thì không có cột. Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ. Thì là nghi ngờ là về đến nhà rồi anh em ạ. Đêm nay mình ta uống anh trong say. Anh ơi, đây nhá. 808 á. Căng phết nhỉ. Mở hết rồi nào.
được cái điểm chốt này này. Đây, bị bên đây mà anh. Ký yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ. Mình đang nghi ngờ là mấy cái điểm ở đây này, bởi vì cái chỗ này buộc không, đợt trước là không có chốt cáp. Này thấy dây nó hơi bị căng, căng dây chết. Tám linh tám. Sáu bốn mươi. Trừ. Ôi. 350 cả.
182. 182. Thế chắc nó đọc qua cái modem này rồi. Ok đây anh ơi. À đó đó. Vâng. Còn chiếc gọi là cho em ấy. Lúc nãy mình đo ở trên máy từ ngoài tủ cáp về, nó vượt qua cả modem anh em ạ. Ở chỗ trong cái modem là nó bị suy hao đến 6 dB. Đấy. À, mình cũng đang nghi ngờ là cái modem nó đang bị lỗi. Còn nếu mà còn bị cái lỗi mà mất quang thì mình sẽ thay cái modem. Còn cái dây mình cũng nghi ngờ cả cái dây, bởi vì cái dây đây này, cái dây ở trên này là bên trên này không có chốt. Đợt trước là thuê mấy anh em cắm nách đi, nó kéo bừa quá, kéo lại đi lên cây cối. Với lại ở chỗ nhà này cũng họ cũng không có đường cột điện. Đường cột điện của họ cũng đi bừa, đi dưới trên cây thôi. Nếu anh em nào biết cái nguyên nhân của cái thuê bao này nó bị tình trạng mà mất hay mất quang ấy, thì anh em comment bên dưới nhá, để anh em sẽ khắc phục lại. Mình đã nghi ngờ là dây, đường dây kiểu như gió nó đung đưa ấy, gió đung đưa thì lúc được lúc không ấy. Tạm thời thì mình cứ mở cái cửa này ra đã, sáng mai vào sẽ đóng lại để cho nó kiến nó đi hết đi đã. Kiến bé như này thì hôm trước mua cái loại silicon loại kia mà nhỉ, loại này là silicon khác, cái loại kia loại trắng đây nghe vẻ chắc chắn hơn đấy. Thảo nào cái loại này mà có mấy nghìn, mấy chục nghìn.
video trên đây là kết thúc mọi người nhá. Hẹn là mọi người ở video tiếp theo. Nếu mà mọi người có đóng góp gì về cái video này ấy, thì mọi người comment bên dưới. Cái nguyên nhân này thì mình cũng phải phối hợp với khách hàng để theo dõi thêm. Mình cũng chưa biết chính xác là nguyên nhân nó như nào. Mình cũng vừa mới chốt lại dây rồi. Còn mỗi cái modem thì chưa thay thôi. Nay đi vội quá quên mất. Xin chào mọi người nhé.